chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Quý Mão sinh năm 1963, đầu tháng kêu trời, mùng 10 gặp may, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, đúng trong tháng 7 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi con người thỉnh thoảng họ như khối kim loại thô, cần cuộc đời này rèn luyện, còn lắm lúc họ lại là lửa trong lò, tinh luyện mọi thứ mà họ tiếp xúc trong cuộc đời mình. Sự tinh luyện này đòi hỏi vô cùng nhiều kiên nhẫn, cũng đòi hỏi vô cùng nhiều mỏi mệt, lắm uất ức, cũng lắm ưu tư, giản đơn vì người xung quanh không hiểu, người đồng hành không thấu, người kề cận không sẻ chia. Như tuổi Quý Mão sinh năm 1963, vì bản tính bẩm sinh của họ vốn là sự tự lập, kiêu hãnh, tự trọng và không muốn nhờ vả ai. Nhưng mệnh số điểm khiến cho họ đôi điều không thể buông bỏ là những trách nhiệm đè nặng lên vai, như xiềng xích quấn thân khiến họ không thể điềm nhiên mà tự lực, tự cường. Chẳng có vấn đề gì với việc bạn đang đi chậm rãi hoặc cuộc đời bạn không được khích lệ tiến mau. Nhưng cuộc đời cứ mãi vùi dập đối với bản mệnh khi bước vào tháng 7 cô hồn, tai ương bỗng dưng kéo đến, hung tinh vây bám, làm ăn thua lỗ, tiền bạc đội nón ra đi. Vậy, vận số của người tuổi này sẽ ra sao trong tháng 7 âm lịch này? Mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên là tổng quan cuộc đời tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Xét theo ngũ hành thì tuổi Quý Mão có can quý thuộc hành thủy, còn chi mão thuộc hành mộc mà ta có thủy sinh mộc. Đây là một mối quan hệ tương sinh tốt đẹp do nước sẽ nuôi dưỡng cây cối đâm chồi nảy lộc, bản mệnh thuộc mệnh kim. Kim bạch kim được hiểu là hợp chất vàng pha bạc, đây là một dạng kim loại vô cùng có giá trị và được trân quý, thường được sử dụng để làm trang sức. Về vận mệnh, những người này thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống nhìn chung có nhiều vất vả, long đong ngược xuôi. Người tuổi này có số được cha mẹ để dành cho của cải, trung vận và hậu vận được hưởng cuộc sống giàu có, khá giả, tuy nhiên họ không mấy hòa hợp với cha mẹ, anh chị em nên tình thân trong gia đình không mấy mặn mà. Do đó, bản chất cực kỳ nhạy cảm khiến họ dễ bị tổn thương và buồn phiền vì những chuyện cãi cọ. Năng lượng thủy củng cố bản năng nhạy cảm của tuổi Mão, con giáp này không thể chịu đựng những bất đồng ý kiến, họ là người cực kỳ thân ái, hòa đồng, mặc dù đôi khi có thể hướng nội và ẩn mình, Quý Mão thích sự yên ấm, họ rất tinh tế và dễ tiếp thu ý kiến của người khác. Tuổi này thường thích thả mình theo dòng chảy sự kiện, tránh mọi xung đột, sự mềm dẻo giúp họ vươn lên đỉnh cao. Dễ phải lòng nhưng họ chỉ muốn phụ thuộc vào người mình tin tưởng. Họ nhận được nhiều sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Sự đồng cảm mạnh mẽ toát ra từ con giáp này khiến mọi người đổ xô đến họ để tìm lời khuyên hay sự an ủi. Bạn có khả năng nắm bắt suy nghĩ và tình cảm của người khác và truyền cho đối phương những ý tưởng của mình. Tuy nhiên, họ thường nặng lòng hoặc bận tâm quá mức vì rắc rối của người khác. Trời cao bể rộng bao la, việc gì mà chẳng phải là mây ta trong việc nhà. Ngoài thì việc nước giữ làm sao sau trước vẹn toàn, lọ là cầu Phật, cầu tiên, khả năng giao tiếp và phán xét của họ rất xuất sắc, họ hiểu người khác, đồng cảm với cảm xúc của họ và có khả năng thuyết phục trong đàm phán, điều này giúp họ xây dựng mối quan hệ tốt trong xã hội và kinh doanh. Họ cũng rất độc lập và tự lập, không thích bị ràng buộc và thường tự tìm hướng giải quyết cho vấn đề của mình. Họ có niềm tin sắt đá, một khi đã quyết định điều gì thì làm cho đến cùng, ít khi chịu bỏ ngang. Quý Mão thuộc mẫu người đa tài, đa năng, nhiều khả năng về khoa nhân văn, đã có một số người nổi tiếng về nghiên cứu ở lĩnh vực này. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử mà tuổi 1983 có nhiều mối quan hệ xã hội rộng rãi và được nhiều người yêu quý, tôn trọng. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Quý Mão luôn luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người xung quanh. Quý Mão có đầu óc kinh doanh, nhưng lại khá tiêu cực và bị động trong việc quản lý tài sản, trừ khi người khác có đầy đủ lý do và thuyết phục được họ một cách tuyệt đối. Nếu không họ sẽ không bao giờ chịu mở hầu bao của mình. Một số người khác làm giáo viên, luật hoặc viết lách văn chương, lĩnh vực thủy hải sản, quán ăn, khách sạn, dung dịch hóa chất cũng có thể đưa họ tới thành công. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng đến tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc, sự nghiệp để tăng thu nhập. Muốn có cuộc sống sung túc, giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Người tuổi Quý Mão khẳng khái, chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo, bản tính lạc quan, yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so tính thiệt hơn, nên dù kiếm được tiền nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụm được cũng không quá nhiều.
Nhìn chung cuộc đời nam tuổi Quý Mão khá tốt đẹp, mọi việc đều thuận lợi như ý. Ở chung vận gặp nhiều may mắn nên sự nghiệp rất phát triển, đến hậu vận sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc, an nhàn. Tuổi Quý Mão nữ mệnh có cuộc đời tốt đẹp, vấn đề về tình duyên, tài lộc, công danh và sự nghiệp đều tốt đẹp và có nhiều cơ hội để phát triển về nghề nghiệp. Thời kỳ tiền vận, trung vận và hậu vận đều có cuộc sống sung sướng, không có cực khổ, lo lắng. Bởi tính cách mong ước sự an toàn và ổn định, nên bạn có xu hướng sống ổn định khi về già, có thể sống cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng về tiền. Các vấn đề về việc vay tiền nên được xử lý đúng đắn để tránh tranh chấp sau này và mất đi những người bạn quý giá của bạn. Họ có niềm tin sắt đá, một khi đã quyết định điều gì thì làm cho đến cùng, ít khi chịu bỏ ngang. Quý Mão thuộc mẫu người đa tài, đa năng, nhiều khả năng về khoa nhân văn, đã có một số người nổi tiếng về nghiên cứu ở lĩnh vực này. Trăng kia ai chuốc nên tròn, khúc sông không lỡ sao mòn khúc sông, còn gì nay đợi mai trông, nhạn đà theo én còn rồng lên mây. Còn gì lên xuống ngõ này, trông gai em gánh đã đầy đàng chuông, trăng kia ai gọt nên tròn, nước kia ai gánh dẫm mòn bờ sông. Khuyên bác ở độ tuổi này, quý cô bác anh chị không nên quá mức bon chen cạnh tranh mà phải lao tâm khổ tứ. Những người đã về hưu có thể an tâm tận hưởng cuộc sống hưu trí, quây quần bên gia đình. Quý cô bác anh chị nên chú ý chăm sóc nhiều hơn cho sức khỏe, thể trạng trong năm không quá lý tưởng, chớ nên chủ quan. Bệnh vặt có thể trở thành bệnh nặng nếu không được quan tâm kịp thời. Việc đi lại, đi xa trong năm cũng cần hết sức chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Đề phòng gặp tai nạn, thương tật, khuyên cô bác anh chị cần chủ động khám sức khỏe định kỳ để phòng chống nguy cơ bệnh tật. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tháng 7 âm lịch này là tháng Nhâm Thân, Thiên Can Nhâm Thủy, Địa Chi Thân Kim, Quý Mão Thiên Can Quý Thủy, Mão Mộc. Theo ngũ hành, tháng cô hồn đối với bản mệnh là hung cát song hành, nhiều nguy cơ tiềm ẩn, khó khăn chồng chất, tiểu nhân hãm hại. Cùng với đó, tháng này theo dân gian gọi là tháng cô hồn. Có nhiều điều cấm kỵ trong tháng 7 âm lịch này, nhưng thường từ xưa người ta đã truyền nhau về những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn như không được treo chuông gió đầu giường, dễ gọi ma quỷ về, đi đêm không được gọi tên thật, sợ ma quỷ nghe thấy mà giả làm mình, không được chụp ảnh buổi tối sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu, theo lời Phật dạy. Các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc, giải thoát cho những vong hồn. Nguồn gốc khác nhau, nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, bản mệnh vốn là người thông minh, nhanh nhẹn, nhưng dường như đang có một lớp sương mờ che mắt hoặc một bức tường ngăn cách khiến họ không nhìn đúng vào sự thật trong tháng này. Đó cũng là lý do họ đánh mất sức mạnh của mình, không phát huy được nội lực. Tử nhập mệnh khiến tuổi Quý Mão không được là chính mình nữa, thường xuyên có những quyết định gây khó hiểu, bạn có phần mất tập trung trong công việc nên có thể sẽ đánh mất những cơ hội ngay trong tầm tay. Nhìn chung, tháng này không phù hợp cho các quyết định quan trọng, nếu bạn càng tham vọng thì càng dễ bị mất mát tiền của cũng như sức khỏe. Tháng cô hồn chỉ phù hợp để bạn nghỉ ngơi, rút lui trong thời gian ngắn để bảo toàn sức mạnh của mình. Thêm tác động của tiểu hao nên nhiều khoảng chi nhỏ xuất hiện rải rác cả tháng mà dường như không dừng lại được. Đừng xem thường vì chúng hoàn toàn có thể gây ra những rắc rối về tiền bạc cuối tháng khi bạn nhận ra mình không đủ tiền cho những việc lớn đã lên kế hoạch từ trước. Thương quan ảnh hưởng xấu tới vận trình tình cảm của bạn trong tháng này. Tốt hơn hết bạn hãy nói một cách thành thật nhất về những cảm xúc của mình dành cho đối phương hoặc những kế hoạch tương lai, những điều mà bạn muốn cùng làm với người ấy. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Quý Mão 1963 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, Tam Bích bay về cung Đông Bắc, con giáp tuổi Quý Mão dự báo tháng này tiếp tục bị những rắc rối, thị phi bao vây, chủ yếu phát sinh ở nơi làm việc, nhất là những ai làm trong cơ quan nhà nước, cạnh tranh mạnh, càng nhiễu nhương, phức tạp. Tháng này, con giáp càng cố gắng tìm kiếm sự công nhận, bạn càng nhận về sự thất vọng, vì toàn nhận về phản hồi tiêu cực cho dù bạn đã cố gắng rất nhiều. Lúc này thay vì than thân trách phận,
thì bạn nên dành thời gian đánh giá lại bản thân. Nhớ rằng không ai hoàn hảo cả, đừng nên tự cho rằng mình đã tốt, đã giỏi, khiến bạn không muốn học thêm điều gì cả. Ngoài ra, bạn cũng nên học hỏi thêm những vấn đề mà bạn cảm thấy khó khăn trong thời gian gần đây, vì có thể đó là lỗ hổng trong kiến thức của bạn. Quan trọng bạn nhớ rằng, bạn học mọi thứ khá chậm nên cần kiên nhẫn với chính mình bạn nhé. Vận trình sự nghiệp của bạn dịch dận về cuối tháng trông sẽ hanh thông, dễ thấy bạn từng bước bắt kịp nhịp độ trong môi trường làm việc mới. Ngoài ra, bản mệnh cũng thể hiện được bản lĩnh của mình trong nhiều lĩnh vực, nên thay đổi được đánh giá của người khác về mình. Các hạng mục đầu tư đều gặp may mắn, nhờ vậy mà túi tiền được cải thiện đáng kể. Xét phương diện tài lộc tuổi Quý Mão 1963 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng cô hồn của 12 con giáp âm lịch nên thận trọng hơn về khía cạnh tài chính của bạn trong tháng này, vì luôn có những rủi ro nhất định mà bạn không thể nào lường trước được. Ngay cả khi ai đó hứa hẹn rằng số tiền của bạn được đảm bảo an toàn 100% thì cũng không nên tin, đó có thể là lời nói dối để sử dụng tiền bạc của bạn đấy nhé. Tuổi này cũng rất siêng năng, chăm chỉ trong công việc và vẫn biết cách sắp xếp thời gian để tận hưởng trọn vẹn. Nếu gặp phải khó khăn ngoài khả năng, bản mệnh nên nhờ sự giúp đỡ từ những người thân cận thay vì tự mình cố gắng tìm ra cách giải quyết. Với đồ đạc của mình, nhất là những món đồ có giá trị, thì bạn nên để ở những nơi an toàn, tránh trường hợp thất lạc hoặc bị mất. Ảnh hưởng của tiểu hao khiến bản mệnh có xu hướng chi những khoản nho nhỏ mà không tính toán. Tuy nhiên, nên tiết kiệm trước và chỉ mua sắm ở khoản còn lại để tránh việc không để dành được đồng nào bạn nhé. Việc chi tiêu luôn có thể xảy ra những vấn đề ngoài kế hoạch, do đó, khi nào cũng nên chuẩn bị một khoản dự trữ để bạn không bị rơi vào tình huống khó khăn. Dù có vận may nhưng bạn cũng đừng quá tham lam mà mù quáng, làm việc gì cũng cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Quý Mão 1963 tháng 7 âm lịch. Tháng Nhâm Thân có ngũ hành xung khắc, khiến những cặp đôi tuổi Quý Mão có nhiều lục đục trong tình cảm thời gian này. Căng thẳng liên tục xảy ra khiến bạn tự đặt câu hỏi rất nhiều về mối quan hệ hiện tại, không hiểu rằng mình có đi đúng hướng hay sai ngay từ lúc đầu. Người độc thân không hào hứng lắm với các cuộc hẹn hò diễn ra trong tháng, chỉ vì tâm trạng của bạn không được vui, nhất là nếu bạn từng có những ấn tượng không được tốt sau vài lần gặp những người mà bạn được giới thiệu, những mối quan hệ cũng không diễn ra như mong muốn trong tháng 7 âm lịch này. Bạn cũng có thể xích mích với người lớn tuổi hơn chỉ vì một hiểu nhầm nhỏ hoặc ai cũng đang cố gắng bảo vệ quan điểm của mình. Trong tháng 7 âm lịch có hai ngày lễ lớn là lễ Vu Lan và lễ cúng cô hồn, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cha mẹ. Đừng đi quá sâu vào những hiểu lầm, khúc mắc trong mối quan hệ với mọi người, quan tâm vừa phải và học cách lắng nghe thay vì đánh giá. Xét phương diện sức khỏe tuổi Quý Mão 1963 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, tháng này âm khí nhiều, bản mệnh chớ nên thức khuya khiến bạn bị ống nặng và tốn tiền chạy chữa. Cố gắng sắp xếp cuộc sống một cách khoa học để ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ. Một số người có bệnh kéo dài thì chớ nên chủ quan, nên tìm ra phương cách chữa bệnh khác phù hợp hơn để dứt điểm các vấn đề hiện tại. Ngoài ra, nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, làm việc chăm chỉ có thể mang tới tiền bạc nhưng lại khiến bạn bị lao lực đấy nhé. Không nên tạo thêm áp lực cho bản thân khi suy nghĩ quá nhiều về những gì bạn chưa làm được. Giải tỏa căng thẳng cũng là bước quan trọng để bạn có thể bảo vệ sức khỏe của mình trong thời gian này đấy nhé. Có nhiều điều cấm kỵ trong tháng 7 âm lịch này, nhưng thường từ xưa người ta đã truyền nhau về những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn như không được treo chuông gió đầu giường dễ gọi ma quỷ về, đi đêm không được gọi tên thật, sợ ma quỷ nghe thấy mà giả làm mình, không được chụp ảnh buổi tối, sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Quý Mão 1963. Tuy là tháng cô hồn, không được may mắn nhưng vẫn có những ngày đẹp trong tháng, giúp Quý Mão nắm bắt thời cơ hội để hoàn thành dự định mong muốn nhé. Ngày 5, người độc thân có thể sẽ được người quen giới thiệu cho đối tượng tiềm năng. Buổi hẹn đầu của cả hai diễn ra khá tốt đẹp, đều muốn tiếp tục tìm hiểu thêm về đối phương, khả năng thành công cao. Ngày 7, mối quan hệ với người yêu sẽ được phát triển hơn nữa. Những cảm xúc lãng mạn và ngọt ngào luôn đong đầy giữa cả hai. Ngay cả những cuộc cãi vã cũng chỉ là thứ gia vị để tình yêu thêm màu sắc. Ngày 12, buôn bán kinh doanh có lộc, có cơ hội thu về tiền bạc ngoài mong đợi, những người làm công ăn lương cũng có thêm khoản nhờ công việc tay trái. Ngày 15, ngồi mát ăn bát vàng, không cần phải quá vất vả vẫn đạt được điều mình muốn, quý nhân cũng luôn bên cạnh để đồng hành với bạn cùng vượt qua khó khăn. Ngày 20,
Người độc thân sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới trong ngày hôm nay, mở ra nhiều triển vọng cho một mối quan hệ mới. Chỉ cần bạn chịu mở lòng thì thời gian tới sẽ có khá nhiều bất ngờ thú vị chờ đón bạn đấy. Ngày 26, nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, nhưng rất may là với sự nhiệt huyết và hết mình của mình với công việc, bạn có thể nhận được khoản hoa hồng xứng đáng. Ngày 28, có nhiều quý nhân, dễ được sự trợ giúp của người lớn tuổi hoặc người có chức vụ cao hơn tại nơi làm việc, lãnh đạo cũng dành nhiều lời khen ngợi cho bạn, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội lần này. Ngày 29, bạn biết tập trung sức mạnh của tập thể và thể hiện khả năng lãnh đạo của mình, dìu dắt mọi người đi đúng hướng, uy tín của bạn đã được công nhận bởi các đồng nghiệp. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Quý Mão 1963. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Quý Mão sinh tháng 1 âm lịch, tháng Giêng. Thời điểm này trong năm rơi vào tiết Tân Xuân là lúc nên hoan hỉ mừng đón xuân về, nên người sinh tháng này cũng được hưởng lây phúc lộc đất trời, cuộc đời no ấm đủ đầy. Trời cho cày cấy đầy đồng, xứ nào xứ ấy trong lòng vui ghê, một mai gặt lúa đem về, thờ cha kính mẹ nhiều bề hiếu chung. Tuy nhiên, con giáp này vẫn chịu nhiều vất vả, chạy vạy ngược xuôi mà không có được nhiều cơ hội phát tài. Nếu được hồng phúc cha mẹ che chở thì số phận bất long đong, nên tìm công việc thực tế, an phận làm tốt nhiệm vụ của mình, có kế hoạch thu chi hợp lý thì sẽ tránh bớt được những khổ sở trong đời. Nếu có thể kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc đời thì bản thân người tuổi Quý Mão sẽ càng ngày càng thêm mạnh mẽ hơn, có nhiều kinh nghiệm, có đủ năng lực để ứng phó với mọi sự trên đời, chẳng có gì là không thể vượt qua, con đường phía trước vô cùng tươi sáng, hạnh phúc ngập tràn. Sang tháng 7 âm lịch, tài lộc của con giáp này ngày càng khởi sắc, càng đến cuối tháng càng tốt. Những người này có thể làm ăn phát đạt. Điều quan trọng bạn sẽ gặp quý nhân, nhận được quà tặng lớn, bất ngờ, lợi nhuận tăng vọt. Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui mới, tình cảm trong sáng. Nồng nhiệt mà cả hai dành cho nhau sẽ là trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong thanh xuân hai người. Người độc thân có cơ hội nhận được lời tỏ tình từ người bạn mới quen. Tiếp theo, chúc mừng người tuổi Quý Mão sinh tháng 3 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Quý Mão theo tháng sinh âm lịch, tháng 3 âm lịch trong năm rơi vào tiết Thanh Minh, trời đất giao hòa phúc lộc tràn trề. Bất kể là nam hay nữ thì đây đều là người có phúc. Người này sinh tháng 3 âm lịch thông minh lanh lợi, tư duy phóng khoáng, nhạy bén, có tầm nhìn xa, có chí hướng hơn người. Xem vận mệnh của bản mệnh theo tháng sinh âm lịch, đây là người có tiền đồ rộng mở, công danh sự nghiệp thành công, có quyền lực hơn người. Dù là trên con đường sự nghiệp hay tài vận, họ đều gặp nhiều may mắn, mưu sự tất thành, cầu được ước thấy, chẳng cần phải bỏ ra quá nhiều công sức. Không phải đi đường vòng mà vẫn có được những gì mình muốn, họ dựa vào chính sức mình, vào năng lực của bản thân, cộng thêm vận may trời ban mà gây dựng nên sự nghiệp. Phúc lộc từ cha mẹ anh em chẳng được là bao, phải tự thân vận động, không trông cậy được vào ai. Sang tháng 7 âm lịch này, bản mệnh biết tận dụng thời cơ trước mắt để thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ có sự nâng đỡ của quý nhân mà mọi khó khăn, rắc rối đều được giải quyết ổn thỏa mà không cần phải tốn quá nhiều công sức. Các dự án đầu tư cũng tiến triển đúng như mong muốn, đem lại cho con giáp này nguồn tài chính tốt, không cần lo lắng chuyện chi tiêu. Hơn nữa, chuyện tình cảm hòa hợp, êm ấm, bạn và người ấy luôn biết cách hâm nóng tình cảm của cả hai, nên mối quan hệ của hai người hiếm khi nào cãi và hoặc nảy sinh mâu thuẫn. Vận mệnh người tuổi Quý Mão sinh tháng 6 âm lịch. Rơi vào tiết Tiểu Thử trong năm, đây là thời điểm vạn vật đổi mới, cây cỏ hoa lá tốt tươi. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão sinh tháng này cũng theo đó mà hưởng khí chất đất trời, có đầu óc kinh doanh nhạy bén, có tài làm ăn buôn bán, biết tự tay gây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, họ lại rất nho nhã, có tu dưỡng, biết kính trên nhường dưới, rất được lòng mọi người, chân thành, chính trực nên cũng được nhiều người tin tưởng và đồng ý hợp tác. Xem vận mệnh của người tuổi Quý Mão theo tháng sinh âm lịch, đây là người có nhiều cơ hội thăng tiến trong đời, tính cách hòa nhã, dễ gần, có phần mang hơi hướng của nghệ sĩ, uyên bác, đa tài, học rộng biết nhiều, bất kể là theo nghiệp văn hay nghiệp võ, bạn đều có thể tạo dựng được sự nghiệp thành công vang dội. Học võ là tướng tài, mà học văn là văn hào, nếu đi theo con đường nghệ thuật thì cũng có thể làm nên công trạng, họ có tài lãnh đạo xuất chúng, giỏi bao quát, chỉ huy. Trên con đường công danh, sự nghiệp, người này chăm sự đều thuận lợi, thăng tiến ầm ầm, vận may tới tấp, gia đình hạnh phúc, con cái thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, sức khỏe của người này cũng rất tốt, họ sống hài hòa và nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh. Với bản mệnh trong tháng cô hồn có tài tinh ghé thăm, nên đường tài lộc của người tuổi Mão càng tăng tiến, khoảng thời gian này, bản mệnh sẽ sớm nhận được những tiền lương, thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra.
Bên cạnh đó, việc kinh doanh buôn bán phát triển thuận lợi, tiền bạc ào ào đổ về giúp túi tiền luôn đầy ắp. Vận trình tình duyên cũng tiến triển suôn sẻ, mối quan hệ tình cảm giữa con giáp này và nửa kia ngày càng thăng hoa, rực rỡ. Nếu nảy sinh mâu thuẫn, cả hai sẽ tìm cách làm hòa thay vì tranh cãi đến cùng. Song song đó, người độc thân có thể sớm nên duyên đôi lứa với một nửa mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Những cuộc gặp gỡ và nói chuyện sẽ là cầu nối giúp hai bạn tiến gần nhau hơn. Tiếp theo là người tuổi Quý Mão sinh tháng 8 âm lịch. Sinh vào tiết Bạch Lộ trong năm, đây là người có mệnh vinh hoa phú quý, đại cát đại lợi. Sinh vào tháng này, người tuổi Quý Mão tâm địa thiện lương, không bao giờ có tâm hại người, càng chẳng nghĩ đến việc chèn ép, ức hiếp bất cứ ai. Đường nhân duyên của người này vô cùng tốt, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, dù nguy nan, tổn hại đến bản thân mình cũng chẳng từ, làm việc tốt không chờ ơn báo đáp. Mừng nay nho sĩ có tài, bút nghiêng giống giả giữ mài nghiệp nho, rõ ràng nên đấng học trò, công danh hai chữ trời cho rõ ràng, một mai chiếm được bản vàng, ấy là phú quý giàu sang quế hòe. Bước đường tiến đến cống nghè, vinh quy bái tổ ngựa xe tưng bừng, bốn phương nức tiếng vang lừng, ngao du bể thánh vẫy vùng rừng nho, quyền cao chức trọng trời cho, bỏ công học tập bốn mùa chúc minh. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão sinh tháng 8 âm khá tốt, nhiều người có thể làm quan chức, bỗng lộc đầy tay. Công danh hiển hách, phú quý cho đến hết đời, khả năng ứng biến khá tốt, giỏi phân tích vấn đề, nên con đường thăng tiến hanh thông, rộng mở. Đường tài lộc của con giáp này cũng khá sáng, tiền bạc dồi dào, con cháu cũng có điềm báo phát đạt. Con đường sự nghiệp của người tuổi Quý Mão sinh tháng 8 âm lịch sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió. Người tuổi này có thể nhanh chóng giải quyết những rắc rối trước đó. Do có sự giúp sức của cục diện tam hợp, cùng với đó, những dự án hiện tại mà bản mệnh đang thực hiện cũng đang tiến triển một cách tốt đẹp. Vận trình tài lộc trên đà tăng cao do có sự xuất hiện của thực thần, do đó hãy nắm bắt cơ hội kiếm tiền để nâng cao nguồn tài chính của mình. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên vượng sắc và đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người bạn thương mến và còn nhận được sự đền đáp từ đối phương. Cuối cùng là người tuổi Quý Mão sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết. Xem tử vi, người sinh tháng 11 âm có thể coi là mang mệnh đa tài, đa nghệ, họ thông minh, lanh lợi. Tuy nhiên tổ nghiệp lạnh lẽo nên phải tha phương cầu thực, lập nghiệp nơi đất khách quê người. Anh em trong nhà sức hèn lực mỏng, không giúp đỡ được gì nhiều, bản thân họ cũng phải chịu nhiều nỗi đa đoan, chỉ mong người giúp đỡ mà không tìm được nơi để bấu víu vào. Phẩm chất thanh cao, thậm chí có phần tự phụ, người tuổi Mão sinh tháng này không quan tâm đến bất cứ ai, cũng không màng đến ý kiến của người nào, họ không thích nổi bật, không thích đứng ra trước chốn đông người. Tuy trong đời khó tránh khỏi những lúc hung hiểm, gặp phải nguy nan, song người này âm được quý nhân phù trợ nên đều có thể hóa nguy thành an, thuận lợi vượt qua những cửa ải khó khăn. Về cơ bản, đây là người trọng nghĩa khinh tài, rất yêu quý bạn bè, tài lộc dễ tụ nhưng cũng dễ tan. Tiền vận tài khí đủ đầy, vạn sự như ý, song phải đến năm 39, 40 tuổi thì mới coi là phát đạt, phú quý hơn người. Số mệnh người tuổi Quý Mão sinh tháng này có thể nói là khá tốt, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tháng 7 âm này đối với bản mệnh rất hanh thông, trong ngày được tam hợp che chở, bản mệnh phát huy được tài hoa và năng lực cá nhân, tỏa sáng trong công việc, những nhiệm vụ khó, có tính thách thức khi giao vào tay bạn đều hoàn thành xuất sắc, sự nghiệp tiến triển mạnh mẽ. Không những vậy, tài vận cũng khá sáng, cả nguồn thu chính và phụ đều có xu hướng tăng lên theo nhịp độ phát triển của công việc. Với hiệu suất tốt như hiện nay, thì thu nhập như vậy là tương xứng và bạn hoàn toàn có thể tăng tiến hơn nữa nếu biết tận dụng các mối quan hệ xã giao sẵn có của bản thân. Quý vị thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện ý nghĩa về những chú rùa không biết nghe lời mẹ. Nơi xa xôi, hoang dã, có một bầy rùa sống cùng mẹ. Chúng vô cùng thắc mắc vì sao chúng không được tới đồng cỏ xanh tươi bên hồ nước trong vắt ngay ở gần đó. Mẹ chúng đáp lời, mẹ lo lắng cho các con mà thôi. Nơi đây tuy khổ cực nhưng đảm bảo được tính mạng an toàn cho các con. Nơi đồng cỏ xanh với hồ nước ấy tuy là nơi lý tưởng cho chúng ta sống, nhưng ở đó loài người rình rập để bắt lấy chúng ta để làm thịt. Mặc dù đã được mẹ giải thích, nhưng chúng vẫn cảm thấy tò mò về vùng đất ấy, chúng vẫn ước ao được một lần tới miền hoa thơm cỏ lạ. Các chú rùa đã bàn bạc với nhau rằng chúng đã đủ lớn lại thông minh, nhanh nhẹn, thì có gặp người ác cũng biết cách chạy trốn. Chúng cho rằng chỉ vì chút nguy hiểm mà không được hưởng cuộc sống sung sướng thì thật phí hoài. Nếu cứ tự giam cầm nơi hang cùng hiểm hốc và nhỏ hẹp này, thì làm sao biết được ngoài kia tươi đẹp tới mức nào. Mỗi ngày qua đi, sự khao khát càng thôi thúc chúng tiến hành chuyến đi và cuối cùng bầy rùa cũng âm thầm trốn mẹ để cùng nhau đi xuống khe núi. Lặng lẽ bò đến bờ hồ, lòng vô cùng phấn khởi và thích thú trong chuyến trải nghiệm đầu tiên này.
càng đi chúng càng cho rằng lời của mẹ mình không đúng nữa, vì không có sự nguy hiểm nào cả và chúng bắt đầu vô tư đùa nghịch với nhau, không cần cảnh giác vì không còn chút lo lắng nào nữa. Thế nhưng chẳng được bao lâu, từ trên không trung một tấm lưới phụ trùng trên đầu chúng trục xuống. Lũ rùa cố gắng hết sức bỏ thật nhanh nhưng không ích gì vì chúng đã bị con người bắt, chỉ có một con trong bọn nhờ tinh mắt, nhanh chân nên đã trốn thoát về được tới nhà. Rùa mẹ biết chuyện không may đã xảy ra khi thấy rùa cả trở về một mình. Rùa anh buồn bã nói với rùa mẹ, con nhớ lời mẹ dặn, cảnh giác trước mọi tình huống xảy ra nên con đã thoát được, còn các em con do mải mê vui đùa, hưởng lạc thú nên đã bị bắt hết cả rồi. Qua câu chuyện trên ta có thể thấy, những chú rùa đã bỏ ngoài tai những lời chỉ dạy của mẹ nên đã phải trả giá. Câu chuyện còn cho ta thêm một bài học sống ở đời. Đừng vì quá đam mê lạc thú trần gian mà quên đi bản thân mình. Lũ rùa kia không nghe lời dạy của mẹ, cả đàn cho rằng mình đủ thông minh, nhanh nhẹn nên đã tự làm hại mình mà không hay biết. Riêng chú rùa cả luôn nhớ lời mẹ dạy và lúc nào cũng cảnh giác cao độ, nên đã thoát khỏi lưới tử thần trong đường tơ kẽ tóc. Chúng ta cũng vậy, nhiều người tự cho mình có đủ khả năng kiểm soát cuộc sống của mình, bất chấp cả lời khuyên của người đi trước. Đến khi mang họa vào thân mới thấy lời dạy cổ nhân thật là chí lý, hối hận thì cũng đã muộn màng. Có thể thấy từ bao đời nay, người xưa đã tự rút ra không ít kinh nghiệm xương máu từ những vấp ngã của bản thân và từng khuyên nhủ con cháu, nhưng không phải ai cũng tin và nghe theo. Thông thường, các bậc cổ nhân là những người đi trước, lớn tuổi, đã có nhiều thời gian va vấp trong cuộc sống, từng có nhiều trải nghiệm khác nhau và đã thấm thía cuộc đời nhiều nỗi đắng cay. Do đó, họ thường lấy kinh nghiệm thực tiễn để hướng dẫn cho người sau có được những kinh nghiệm quý báu để hạn chế sai lầm như họ đã từng. Có thể thấy, dù thời thế có thể đổi thay, nhưng những lời dạy ấy vẫn không bao giờ bị mai một, cho dù giới trẻ có cho rằng bây giờ cuộc sống thay đổi, mọi thứ đã khác. Đúng là ngày nay trên đà tiến bộ của văn minh khoa học, vật chất đã góp phần giúp cho con người cải thiện đời sống ngày càng tốt đẹp hơn. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng tồn tại song song nhiều tệ nạn xã hội do nhu cầu hưởng thụ quá mức, dẫn đến tình trạng cướp bóc, giết hại lẫn nhau. Bất chấp luân thường đạo lý làm người, người sau do tiếp thu nền văn minh vật chất hiện đại nên đa phần tiến bộ hơn người xưa. Nhưng họ lại quên đi những giá trị cốt lõi trong những lời dạy của cổ nhân. Họ sanh ra ỷ tài cậy sức, cho rằng mình đã văn minh hơn xưa, tự cho mình là thầy thiên hạ, chẳng chịu nghe lời khuyên nhủ, thiếu kinh nghiệm tu tập, cho rằng mình thông minh, lanh lợi, sinh tâm cống cao ngã mạn, càng xa rời giá trị đạo đức. Do tự cho mình học cao hiểu rộng, họ quên một sự thật là kinh nghiệm được truyền dạy là đáng giá và cho rằng người trẻ bây giờ giỏi hơn người xưa rất nhiều. Họ thường hay bảo thủ, không lắng nghe ý kiến người khác, chỉ biết làm theo ý mình một cách mù quáng, nói và làm trái ngược nhau. Do sự phát triển quá nhanh chóng, con người cứ mải mê chạy theo nhu cầu vật chất hoặc danh vọng, nên coi thường lời dạy của người đi trước. Nhưng chỉ có người trí khi nghe lời dạy thánh nhân, biết được tai hại đam mê hưởng thụ quá đáng nên tránh được những sai lầm đáng tiếc. Còn hầu hết vì quá mê muội và tự mãn trong sự hiểu biết của mình, quên rằng sống khiêm tốn mới là đỉnh cao của sự hiểu biết, nên mới bị mang họa vào thân, có sám hối, ăn năn cũng không làm sao kịp. Chúng ta thường quên mất một điều, bậc thánh nhân, người hiền đức, các ngài đã từng trải qua bao gian nan, trắc trở, nhờ đó mà có kinh nghiệm sống chừng mực và sâu sắc. Thậm chí có những điều ta chưa biết nhưng các ngài đã biết, rồi bằng kinh nghiệm của chính mình để chỉ cho chúng ta biết được điều hay lẽ phải, tránh được tai nạn trong đời. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.